lên kế hệ điều hành Windows 10 nha các bạn. Thì mặc định cái con rõ chuột của cái Windows thì nó, các bạn cũng đã biết rồi, cái giao diện nó như thế này đó. Bây giờ chúng ta có nhiều cái icon con trỏ chuột đẹp và bắt mắt hơn thì các bạn có thể thay đổi. Thì để thay đổi nó như thế nào thì các bạn xem video của mình thật kỹ nha. Con trỏ chuột hay gọi là cursor đó các bạn đó. Đối với 10 thì các bạn vào control panel nha. Nếu máy bạn chưa có cái control panel thì bạn có thể gõ trên thành tìm kiếm này. Đó, thì nó sẽ ra control panel. Rồi các bạn vào cái mục small. Đó, các bạn click vào đây. Rồi các bạn chọn cho mình cái phần spoiler nè. Đó. Ở đây là mặc định của Windows, nó có sẵn những con trỏ chuột. Đó, còn bạn muốn thay đổi những cái con trỏ này thì các bạn click vào cái browse. Đó, đây là những cái icon của cái con trỏ chuột nữa các bạn. Có so đó. Rồi các bạn thích cái con trỏ nó như thế nào thì các bạn chọn. Khi các bạn chọn xong bạn áp đây nè. Cái con trỏ chuột nó sẽ thay đổi theo tùy chọn của mình. Đây mình cũng đã đào sẵn một số rồi, hoặc là các bạn có thể đào lên mạng, bạn gõ chữ cursor các bạn đào về nha. Đây mình đã đào một số cursor đó, các bạn chọn vào cái đường dẫn chúng ta file chúng ta tải về thì cái những cái cursor nó sẽ hiển thị ra. Sau đó bạn apply và ok. Đó. Thì con trỏ chuột nó sẽ thay đổi nha các bạn. Ngoài ra các bạn có thể lên mạng download những cái con trỏ chuột khác nha. Link thì mình sẽ để phần mô tả video. Các bạn chỉ cần việc đăng nhập tài khoản rồi các bạn tải về thôi. Các bạn nào chưa có cái tài khoản của cái trang này thì các bạn tạo cái tài khoản nha. Đó, các bạn chỉ cần điền tên username, các bạn đặt tên với số, rồi các bạn nhập cái Gmail của bạn, sau đó bạn tạo thì các bạn mới tải về được nha. Đó, các bạn thích cái nào thì các bạn tải về, các bạn click chuột vào cái phần download này. Ở đây mình đã tạo rồi cho nên mình chỉ việc đăng nhập thôi. Các bạn khi bạn có tài khoản rồi bạn cứ việc tải về thôi. Bạn tải về thì bạn giải nén ra. Rồi các bạn cũng vào phần sau nè. Các bạn cũng chọn cái spoiler nè. Row. Chọn đến cái đường dẫn chúng ta vừa tải về. Apply. Rồi như vậy icon nó đã thay đổi theo tùy chọn của mình. Đó, có rất nhiều cursor đẹp. Mình sẽ để lên phần mô tả video, các bạn thích cái kiểu cursor nào đây bạn chọn nha. Đó, rất là đơn giản, chúng ta sẽ có một cái con trỏ chuột rất là đẹp và bắt mắt. Rồi vừa rồi mình vừa hướng dẫn các bạn cách thay đổi con trỏ chuột hay còn gọi là cursor trên hệ điều hành Windows 10. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì có thể cho mình like và đừng quên nhấn vào biểu tượng đăng ký để cập nhật những video mới nhất nha bạn. Một lần nữa chúc các bạn.